Chào mừng các bạn đã đến với kênh kiến thức máy tính của mình. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để bật lại cái tùy chọn nhà phát triển ở trên các máy chạy hệ điều hành Android nhé. Thì như máy mình đây đã bật cái tùy chọn nhà phát triển. Đó, có một số các cái ứng dụng thì nó sẽ yêu cầu các bạn phải bật cái cài đặt tùy chọn nhà phát triển lên và kích hoạt các cái tùy chọn trong này thì nó mới cho phép bạn máy của bạn hoạt động. Ví dụ như là cái con trỏ hiển thị số lần nhấn của mình này. Mình di đến đâu thì các bạn nhìn thấy có một cái con trỏ. Thì do mình bật cái chức năng hiển thị số lần nhấn lên. Đấy, khi mình tắt đi thì sẽ không thấy gì nữa. Khi mình bật lên thì lại thấy. Đấy, thì lại thấy hình cái con trỏ. Và một số các cái tiện ích khác. Ví dụ như là các bạn có thể thấy cái gỡ rối USB. Mà khi các bạn kết nối máy tính với cả chiếc điện thoại của mình thì một số các ứng dụng nó yêu cầu bạn phải bật cái kết nối cái gỡ lỗi USB này thì nó mới hoạt động trơn tru được. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từ đầu nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ tắt đi trước đã. Thì các bạn biết thì các cái máy chạy hệ điều hành Android hiện nay thì đa số là nó sẽ ẩn cái phần tùy chọn nhà phát triển đi để cho bạn không vào và nghịch ngợm lung tung. Bởi vì các cái phần tùy chọn nhà phát triển này khi bạn vào và bạn kích hoạt linh tinh lên mà nó không, tức là không có cái phần reset lại thì máy của bạn sẽ rất dễ bị lỗi. Thì bạn lại phải mất công chạy lại phần mềm hoặc là mang ra cửa hàng sửa. Sau đó thì nhà phát triển thiết bị của các hãng người ta thường giấu cái chức năng này đi. Để bật lên thì các bạn có thể vào cho mình phần thông tin điện thoại này. Sau đó các bạn vào phần thông tin phần mềm. Mình sẽ thao tác chậm cho các bạn nhé. Đầu tiên là vào cài đặt nhé. Các bạn vào phần cài đặt của máy này. Tiếp theo là các bạn tìm đến phần thông tin điện thoại. Các bạn bấm vào. Đấy, các bạn sẽ tìm phần thông tin phần mềm. Bấm vào nhé. Và các bạn để ý cho phần mình cái phần số hiệu bàn tạo. Các bạn sẽ click vào số hiệu bàn tạo này nhiều lần cho mình. Thì nó sẽ ghi là hiện còn 4 bước để bạn trở thành nhà phát triển ấy. Thì bạn sẽ click vào 3 bước. Click cho đến khi nó hiện lên cái xác nhận mẫu hình này. Thì các bạn sẽ vẽ cái mẫu hình của các bạn vào. Đấy. Cái hình mẫu mà các bạn cài đặt ở trong phần bảo mật điện thoại thường hay sử dụng ý. Đấy. Thì nó sẽ kích hoạt thành công. Thì sau đây bạn thoát ra và bạn vào phần cài đặt, kéo xuống thì các bạn đã thấy là đã bật được cái phần cài đặt cho nhà phát triển. Đấy. Và ở trong này thì nó sẽ có rất nhiều các cái tùy chọn. Tuy nhiên là mình khuyến cáo các bạn là chỉ nên sử dụng các cái tùy chọn nào các bạn chắc chắn là máy bạn vẫn hoạt động được bình thường thì bạn hãy bật lên. Còn nếu không thì các bạn không nên đả động gì đến các cái phần mà các bạn không biết để tránh bị lỗi máy nhé. Ok, thì như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn thành công cái cách để các bạn bật cái tùy chọn nhà phát triển ở trên máy của các bạn. Và hy vọng là cái video này sẽ có ích cho các bạn. Thì nếu các bạn thấy video của mình có ích thì hãy bấm nút thích và bấm nút đăng ký kênh để kênh của mình phát triển hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.